một điều nhỏ với ông xã, cái này thì Huyền cũng chưa có nói với ai. Thực ra thì Huyền thì cũng giống như là Diệp, tại vì là bọn mình cũng đã có gia đình cũng như là có con cái, thế nên là khi mà tham gia những cái công việc nghệ thuật thì Huyền nghĩ là sẽ phải san sẻ chia mình chia thời gian ra sao cho hợp lý ví dụ như là uh, việc uh, tham gia hoạt động cùng các chị em này rồi công việc kinh doanh cũng như là chăm sóc con cái thì huyền nghĩ so với độc thân thì huyền sẽ phải sắp xếp lại cái quỹ thời gian của mình một cách khéo léo nhất thì uh, cũng rất là may mắn cho huyền tại vì gia đình cũng rất là ủng hộ mọi cái quyết định cũng như là uh, cái hoạt động nghệ thuật của huyền hiện tại uh, tuy nhiên thì cái này thì Huyền cũng chưa có uh, nói với ai, tại vì là thực ra uh, sau cái nhóm của chị em mình thì tại vì là cũng sẽ có một cái um, một điều nhỏ với ông xã nên là nên à. là mới tham gia là được cùng các chị em à. <laughs> và cái này là uh, sau đấy sẽ được bật mí là tại sao lý do là gì cho em cũng có đoán được sơ sơ đó mình cũng hơi hơi không đoán à, nói chung là anh rể cũng đã chịu cho chị <laughs> cho chị em tham gia cũng cảm ơn anh rể rất là nhiều là tại vì tài năng của chị huyền thì còn rất là nhiều và mọi người cũng đang rất là yêu thương nên cũng mong muốn là sẽ thấy được cái hình ảnh của chị huyền baby rất là tỏa sáng ở trên sân khấu bản thân ba chị em mình là còn là còn độc thân và còn rất là tức là cái quỹ thời gian là dành cho bản thân mình rất là nhiều mà mình còn cảm thấy là ngộp thở với lịch trình với công việc thì làm sao cũng với lịch trình với công việc như vậy mà thậm chí còn nhiều hơn như vậy tại vì mọi người còn có thêm công việc kinh doanh mà Diệp với Cao Huyền có thể cân bằng được cái cuộc sống của mình như thế thì về sau khi nào mà mình cũng như thế mình sẽ về sang mình học hỏi không? <laughs> mà bây giờ là thưởng cho hai chị mỗi người một, phần đúng một, rồi, một, rồi một, đã, một, ra, thưởng, thưởng nhé. <laughs>